Rồi tiếp theo một chiếc xe. Đấy, mua về cho vợ đi chợ mà gặp ông chú này chú lấy luôn rồi. Rồi ok, cảm ơn chú đã ủng hộ luôn. Nhà rất là nhiều xe nhá. Anh em ưng xe nào liên hệ giúp mình nhá. Mô tô, xe ga, xe số, xe nào cũng có nhá. Rồi cảm ơn anh em quý khách gần xa cái ủng hộ nhá.